quý vị, nhằm góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, cũng như góp phần tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa lịch sử tại các địa chỉ đỏ trên địa bàn, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa du lịch, Quận Đoàn Liên Chiểu phối hợp với Ban Tuyên giáo và Phòng Giáo dục Đào tạo quận đã tổ chức cuộc thi gắn mã QR code tại các địa chỉ đỏ di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn. Chương trình nhận được sự ấn tích cực cũng như góp phần đổi mới công tác giáo dục truyền thống tại địa phương. Tham gia cuộc thi, các em học sinh thiếu nhi tại địa phương sẽ được tìm hiểu các di tích lịch sử, văn hóa thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú như gặp gỡ các nhân chứng lịch sử gắn liền với địa chỉ đỏ, tìm hiểu lịch sử thông qua các tài liệu chính thống tại đảng bộ các phường, trung tâm văn hóa thông tin và thể thao quận, tham quan trực tiếp tại các địa chỉ đỏ. Cùng với đó, các em sẽ tham gia thuyết minh, quay và dựng thành các video clip giới thiệu các địa chỉ đỏ. Các video này sẽ được Hội đồng đội quận đăng tải trên kênh YouTube của quận đoàn để đông đảo thiếu nhi, học sinh, đoàn viên thanh niên, người dân xem và bình chọn. Các em học sinh rất là háo hức tham gia, các em được tìm hiểu thêm, biết thêm về di tích lịch sử địa phương mình. Thì qua hoạt động này cũng luôn giáo dục về truyền thống cách mạng địa phương và là lòng tự hào của dân tộc. Thông qua cuộc thi, ban tổ chức đã chọn ra các video đạt tiêu chuẩn về hình thức, nội dung và gắn mã QR tại một số di tích lịch sử như khu di tích căn cứ lõm cách mạng B1 Hồng Phước, đình Đà Sơn, đình làng Xuân Thiều, đình làng Hòa Mỹ, miếu Tam Vị, v.v. Mỗi mã QR đều chứa đựng các thông tin tích hợp gồm video, hình ảnh, âm thanh, văn bản về các địa chỉ đỏ và có thể cập nhật dữ liệu thường xuyên. Người dùng chỉ cần sử dụng thiết bị di động thông minh và quét mã QR là có thể biết được các thông tin liên quan một cách nhanh chóng, dễ dàng. Mong muốn là giới thiệu các địa chỉ đỏ trên địa bàn, các địa chỉ văn hóa cho các bạn đồng viên học sinh và cũng xem đây là một trong những nguồn tư liệu để cho các trường đưa vào trong nội dung giảng dạy. Và bên cạnh đó thì các tác phẩm đạt kết quả tốt thì cũng sẽ được ban tổ chức phiên thành các mã QR code và gắn tại các địa chỉ về lịch sử, về văn hóa đó để người dân, du khách thì có cơ hội tìm hiểu các nội dung khi đến tham quan tại các địa chỉ đó. Bước đầu, việc gắn QR code tại các địa chỉ đó đã góp phần tuyên truyền hiệu quả các điểm đến, cũng như đem đến những trải nghiệm thú vị, mới mẻ, tiện lợi cho người dân, du khách. Thời gian đến, Quận Đoàn Liên Chiểu sẽ tiếp tục phối hợp, đầu tư hoàn thiện, nâng cao chất lượng thông tin tích hợp của mã QR trên tất cả các địa chỉ đỏ, góp phần quảng bá văn hóa, cũng như thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa du lịch của địa phương.